Soái hạm Moskva ngậm hờn đáy sâu hắc hải. Khi thống đốc vùng Odessa Matchenko cho biết tuần dương hạm mang tên Moskva của Nga đã trúng hai quả tên lửa hành trình chống hạm Neptune tự chế của Ukraine, cả thế giới đã ồ lên thán phục. Chỉ riêng Putin, Bộ Quốc phòng Nga thì cay đắng, bởi con tàu lớn nhất từng mang tên Vinh Quang rồi mang tên thủ đô Nga đã bị hải vương tinh của Ukraine hạ thủ khi tham gia vào cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa. Shilava trong tiếng Nga có nghĩa là vinh quang. Soái hạm đồ sộ này có trọng tải 12.500 tấn, dài 186 mét, trang bị 120 quả tiễn chống hạm và phòng không, cùng với đại bác ngư lôi các dàn phóng rocket. Chiếc Moskva cũng trang bị vô số cảm biến, thiết bị chiến tranh điện tử hiện đại, trong đó có các radar tầm xa để giám sát trên biển và trên không. Nó mang theo ít nhất 500 thủy thủ. Dù được đóng đã lâu và hạ thủy rồi đưa vào hoạt động từ năm 1982, thời Liên Xô, nhưng soái hạm này đã được hiện đại hóa cách đây vài năm. Việc soái hạm Moskva bị đánh chìm không chỉ là thiệt hại lớn, khiến tập hoạt động của hải quân Nga bị thu hẹp vì phải tránh xa các vùng duyên hải, mà còn là một biểu tượng phi thường về sức mạnh của Ukraine và cú tát nảy lửa vào mặt Putin và Bộ Quốc phòng Nga. Có một chi tiết, đó là soái hạm này từng hộ tống nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô là ông Gorbachev đến Manta họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Bush khi kết thúc chiến tranh lạnh. Soái hạm này tham dự hầu hết các chiến dịch của Putin gần đây, như là Georgia, Syria, và cảng thường trú của nó là Sebastopol của Ukraine sau khi Nga chiếm được Crimea. Nhà nghiên cứu Hugo Desic cho biết như sau, là trên cái soái hạm Moskva này có một cái nhà nguyện được cho là nơi lưu giữ một thánh tích hết sức quý báu. Đó là một mẫu của cây thập tự giá mà Chúa Giê-xu từng bị đóng đinh. Nếu chi tiết này mà đúng thì thật đáng buồn. Việc triển khai soái hạm Moskva trong cuộc xâm lăng Ukraine có 4 mục tiêu chính, là chặn không cho hải quân Ukraine và đồng minh đi vào Hắc Hải, đóng góp vào ưu thế trên không của Nga với hệ thống phòng không F-3F và bảo vệ các chiến hạm khác, nhất là những chiếc dùng để đổ bộ, phối hợp với chỉ huy hạm đội. Tuy nhiên, nó đã bị chìm. Những hình ảnh cuối cùng của chiến hạm khổng lồ này đã được ghi nhận từ vệ tinh ngoài khơi Sebastopol. Còn số phận của 500 thủy thủ vẫn chưa rõ, bởi cho đến thời điểm này Nga vẫn chưa thừa nhận thất bại, chưa thừa nhận bị bắn hạ, và cho rằng là đó là do nổ kho đạn. Một ngày sau khi Vinh Quang ngậm hờn nơi Hắc Hải, Nga đã tấn công dữ dội vào Kiev, phá hủy một phần nhà máy Vyza nơi sản xuất quả tiễn Neptune. Đó không thể là một sự tình cờ, mà đó là một sự trả thù, đồng thời là Nga muốn đánh cho tan hết các cái kho quả tiễn còn lại. Số phận của Vinh Quang Moskva đã an bài nơi đáy sâu hắc hải. Putin, ông nghĩ gì?